Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Nhưng anh em đang thua tha, xa bò, muốn vào bò an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhé, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nhá. Anh em hiểu về cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nhá. Dung là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả, lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái sấp 2 nó dùng hai cái và tứ tử nó không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài ba tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp, nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát anh em nhá, ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá, tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nhá, đây sới chơi quân tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cười, đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây, nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về nó sẽ rung anh em nha. Lẻ rung và sấp 2 rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây, 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi. Anh em nhận diện ở nhà đi. Và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nha. Dung là dung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người, chỉ không mình tôi biết anh em nha. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi con thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nha. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không dung anh em nha. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Sấp 2 sự chênh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhá, để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mở này, không mà sai ba trắng anh em này. Anh em lưu nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, máy báo cũng rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết anh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử, mở này, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn vào người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn này, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa lại là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bạn sai ba trắng anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp 2 rồi, đánh cả 1 tỷ sấp 2, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bà sai
ba đèn này anh em này. Bây giờ tôi để ra cái bát để tôi lật quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ sấp 2 nó sẽ dùng hai cái để chênh lệch anh em này. Ba đen đây, ba trắng nó đều dùng một cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân vị như nào rồi? Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân hạng được, thăng long hay villa quân bài của được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi. Độ chuẩn xác của nó là 99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Kiểm chứng cho anh em. 100% là xanh chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em. 100% xanh chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thăng long hay villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thăng long hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến thử hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng xong rồi. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ vào sấp hai. Mở đây, không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ. Mở đây, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi. Mở đây, không bao giờ sai, ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai, ba trắng này anh em này. Tiếp này,
anh em nhìn nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nhá, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này, không mở sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, không mở sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình, chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này, ba đen này anh em này. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chỉ thôi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận nó nào. Sấp hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình, trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay công ty cờ nghiệp chúng tôi giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm bát tàng hình không tang không nhân sạc. Đi vào sóc thử luôn cho anh em để anh em cùng cảm nhận luôn. Một bát trắng anh em nhá. Đấy, trên màn hình em đang xem là qua một cái lớp điện thoại. Đấy, nên là anh em có thể nhìn hơi khó một tí. Bát trắng mở luôn. Tôi nhìn thấy thực tế rất rõ luôn anh em nhá, rõ nét 100% luôn. Tiếp. Tiếp tục ba trắng anh em nhé, mở luôn này. Đấy, sáng như đêm trăng rằm luôn. Tiếp này, xong cho anh em vài tiếng cho anh em cùng cảm nhận nhé. Ba đen mở luôn. Đấy, ba đen này. Tiếp này, tứ đen anh em nhé. Đấy, tôi nhìn phát tôi nhìn thấy luôn. Ở đây là qua một lớp điện thoại nên là anh em nhìn có vẻ là hơi khó một tí. Khi anh em lên tận nơi trực tiếp anh nhìn thẳng qua một lớp điện thoại màn hình này, nhìn rất là rõ luôn anh em nhé. Tứ đen này mở luôn này. Đấy, chào anh em, hôm nay công ty cờ bình tôi giới thiệu tới anh em một sản phẩm nó bát tàng hình không tang không chân sạc. Đấy, ngày xưa anh em đi chơi anh em phải cắm kim vào đít bát nên là luồn bát vào rất dễ bị đối phương phát hiện anh em nhé. Thì ở cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cho anh em bát tàng hình không tang không chân sạc anh em nhé. Khi em đi chơi anh em chỉ cần đặt cái bát này lên. Đấy, nó sẽ tự động sạc cho anh em nhá. Đấy, khi anh em luồn bát vào, hổ báo cáo chuẩn, cầm có cái chiếc bát này rất là khó phát hiện đây là một chiếc bát tàng hình không tàng anh em nhá. Đấy, trắng như ngọc trinh luôn này. Đấy, soi từ trong ra ngoài cho anh em cùng cảm nhận luôn anh em nhá. Đấy, không cần phải cắm kim anh em nhá, anh em đặt thẳng trực tiếp lên như này. Đấy, nó sẽ tự động nháy đèn lên cho anh em là nó đang báo sạc anh em nhé. Ngoài những cái mẫu bát tự động này ra có rất nhiều mẫu loại bát nữa, như là bát một là bát tự động này. Bát tự động thì anh em sóc xong sẽ tự động mở kết quả cho anh em. Còn bát khiển là anh em muốn mở kết quả lúc nào thì anh em chỉ cần bấm nút khiển là sẽ anh em nhìn có thể nhìn được kết quả anh em nhé. Và cái loại bát thứ ba đó là bát wifi anh em nhé. Khi anh em đi chơi anh em cầm cho tôi một cái củ wifi này đúc vào trong người và anh em bật cái công tắc này lên, nó sẽ phát ra một cái tín hiệu wifi và anh em tải cho tôi một cái ứng dụng phần mềm về. Đấy, và anh em kết nối cho tôi cái wifi này về và điện thoại là anh em nhìn trực tiếp kết quả vào điện thoại anh em nhá. Đấy, ngoài những cái mẫu bát này ra, bên đây chúng tôi làm được tất cả những loại sản phẩm như là bát nhựa, chén, tất cả những loại bát anh em ở địa phương anh em chơi những loại bát gì anh em chỉ cần chụp ảnh đúng mỗi loại bát đó và gửi cho tôi qua Zalo treo số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Đấy, tất cả những mỗi loại bát đấy thì bê tôi đi vào tôi kiểm chứng cho anh em một lần nữa, bát cực kỳ đẹp, cực kỳ nét luôn anh em nhé. Sóc thử nữa cho anh em một vài nữa cho anh em cùng cảm nhận cái độ nét của cái bát này anh em nhé. Sốc đôi anh em nhé, sốc đôi này mở luôn này. Đấy,
sấp đôi. Không mở chuyện, nhìn mắt anh em nhìn thấy thì không mở chuyện sai được anh em nhé. Đấy, tứ trắng bán cả người đánh chắn thế này anh em nhé. Mở luôn này. Đấy, về tứ trắng này anh em nhé. Tiếp này, thử cho anh một vài tiếng bạc nữa cho anh em cảm nhận. Tứ đi anh em nhé. Chồng quân chồng vị để bảo hết. Tiếp này, ba trắng anh em nhé. Đấy, mở luôn này. Đấy, cực kỳ rõ nét luôn anh em nhé. Trừ khi nó chồng quân chồng vị đè lên như thế này thì chịu rồi anh em nhé. Đấy, tiếp này, thử cho anh em một vài tiếng nữa này. Ba trắng anh em nhé, mở luôn. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm nó bát tàng hình không tang không như sạc anh em nhé. Bát anh em chỉ cần đặt lên tự động như này nó sẽ tự động sạc cho anh em nhé. Anh em không cần phải cắm kim như ngày xưa nữa. Đấy, thì anh em nào ưng về mẫu sản phẩm này, anh em cứ alo cho tôi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, tôi sẽ gửi về cho anh em tận nơi. Còn anh em nào mà ở xa hoặc không lấy được, tôi sẽ gửi về cho anh em. Anh em test hàng ok thì anh em lấy, không ok có em gửi hàng lại quay lại cho mình. Đấy, nhà tôi thì có 3 cơ sở. 1 là bến xe Mỹ Đình, 2 bến xe Giáp Bát và 3 là bến xe Miền Đông. Đấy, anh em nào ở gần thì qua thẳng trực tiếp, anh em test ok thì anh em lấy, coi không ok coi như mấy anh em mình cũng trò chuyện giao lưu anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.